Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio âm thanh số. Vâng, hôm nay bên em sẽ hướng dẫn và chia sẻ đến các bác một cách kết nối mới với trầm, với cái loa kéo hay gọi là loa kẹo kéo đấy ạ. Vâng, rất nhiều bác để lại comment thì bảo làm video hướng dẫn chi tiết. Thì hôm nay bên em cũng theo nguyện vọng của các bác mọi miền Tổ quốc, thì bên em hướng dẫn các bác cách kết nối. Vâng, thì trước mặt đây quý vị và các bạn là một đôi loa, là một chiếc loa kéo này 325. Bên em đã để sẵn đây và một cái xúc điện Tannoy 330 mã là MS10. Thì đây là bên em sẽ chia sẻ cách kết nối với các bác. Vâng, thì đây là bên em đang test nhạc với cả loa kéo và cả trầm đang hoạt động đấy ạ. Vâng, về cái loa kẹo kéo thì hiện tại bây giờ đang rất là thịnh hành vì nó được tích hợp rất là nhiều công nghệ và giá thành cũng cực kỳ là hợp lý. Nói chung là chỉ cần một cái cục loa kéo này thôi là chúng ta có thể chơi nhạc được rồi, kết nối Bluetooth hay là kết nối với máy tính đều được. Nhưng bản thân loa kéo thì nó không có đủ giải, vì thế chúng ta sẽ hỗ trợ thêm trầm để cho cái giải âm nó được hay hơn, dễ chịu hơn, đặc biệt là rất là ấm và nói chung là nó quyến rũ được cái tai người nghe rất là hay. Đây thì là em đang kết nối đấy ạ. Trước mặt em là cái loa kéo Sufu và một cái súp điện Tannoy 330. Vâng, em quay ra đằng sau nhé. Đây là đằng trước. Đây là em quay đằng sau để cách kết nối đấy ạ. Vâng, về cơ bản cái loa kẹo kéo thì rất là nhiều dòng, rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng. Nhưng về cơ bản thì là cũng những cái cách thức hoạt động đều giống nhau, đều cho chúng ta được nghe được cái chất âm, được âm nhạc. Vâng, thì kết nối thì các bác nói chung là rất nhiều cách chỉnh về các cái dòng loa kéo khác nhau. Thì nói chung là mình chỉ quan tâm với cái volume to nhỏ của phần âm nhạc thôi, và bass chép này, bass chép của loa kéo. Vâng, thì các bác nên lưu ý nhé, có rất nhiều loa kéo nó không hỗ trợ cái tổng ra, tín hiệu ra đấy ạ. Vâng, thì các bác trước khi mua những cái sản phẩm trầm hỗ trợ thì các bác phải kiểm tra xem mình có những cái tín hiệu đầu ra không. Ví dụ là output đây này, đây là có tín hiệu output này, đây là tín hiệu đầu vào này, vào nhưng nó phải có tín hiệu ra, là tín hiệu ra layout này, thì các bác mới lấy được tín hiệu ra để các bác xử lý trầm đấy. Bác nên lưu ý cho em nhé, rất nhiều loa kẹo kéo không hỗ trợ tín hiệu đầu ra. Em nhắc lại nữa là các bác phải nhớ là có tín hiệu đầu ra line out hay là bass out, nó đều là tín hiệu ra sub đấy. Đây là cái lưu ý rất là quan trọng. Đây là cái tín hiệu nhạc của em đang chạy cả trầm. Đây, em quay sang trầm này, cách kết nối đấy ạ. Vâng, đây là tín hiệu đầu vào này. Vâng, các bác mà sau khi đã hỗ trợ thêm trầm và có mua bên em thì bên em sẽ tặng cho các bác dây tín hiệu kết nối trực tiếp từ loa kẹo kéo ra cái trầm với cái dây AV 2 đầu. Đây ạ, dây là dây AV 2 đầu kết nối với trầm hay là súp đấy ạ. Đấy, thì cái giải âm chúng ta nghe rất là hay, được đủ giải, bass trưng chét rất là đầy đủ. Vâng, đây thì là cái loa súp, đây gọi là loa trầm, siêu trầm đấy ạ. Vâng, thì là đây kết nối, em kết nối từ đằng sau cái tín hiệu layout của cái loa kẹo kéo đây ạ, dây này ạ. Vâng, kết nối rất dễ thôi ạ, chỉ cần cắm vào đây layout bằng cái rắc AV đỏ trắng, sau đó đưa sang trầm đấy, trầm thì cũng là line in này, rồi vào bắt đầu trầm hoạt động đấy ạ. Chúng ta chỉ việc cắm cái dây nguồn lên thôi. Đây em bật trầm. Vâng, em thử tắt trầm cho các bác đi nhá. Đấy, nhạc không có trầm đấy ạ, thì các bác phân biệt được nhạc có trầm và nhạc không có trầm. Thì rất hay, đây là bản thân là chúng ta chỉ nghe một cái loa kẹo kéo không thôi nhá, nó không đủ giải đâu các bác nhá. Đấy, em đang nghe và các bác cùng nghe đấy ạ. Rồi em bật trầm lên này để hỗ trợ này, bật trầm lên các bác này. Đấy, nghe rất là sâu luôn, rất là đơn giản, tức là cắm dây nguồn và cắm tín hiệu đầu vào của súp và vặn volume to nhỏ của súp là bắt đầu chúng ta tận hưởng thôi. Là cái giải siêu trầm nó hay ra ấm làm sao. Nhạc rất hay.
quay ra tổng thể cả hai cái sản phẩm này, đó là loa thọ kéo và là loa súp hay là loa trầm, để kết nối rất là đơn giản. Và chúng ta chỉ cần để một chỗ và trầm để một chỗ, và chúng ta kết nối với tín hiệu đầu vào của súp và tín hiệu đầu ra của loa cạo kéo, đấy là ok rồi. Và nhưng các bác nhớ, em dặn làm lần nữa, dặn các bác lần nữa là các bác phải nhớ phải có cổng line out hay là bát out, đó là tín hiệu đầu ra thì các bác mới xử lý được trầm, mới hỗ trợ được trầm. Không có tín hiệu đầu ra là các bác mua trầm về là vô nghĩa các bác nhé. Các bác nào chưa đăng ký kênh YouTube JK Audio âm thanh số thì các bác hãy đăng ký kênh nhé. Các bác nhớ ấn nút chuông để cập nhật tin tức bên JK Audio âm thanh số về hàng ngày. Rồi bên em luôn luôn chia sẻ những kinh nghiệm, những cái sản phẩm mới cho các bác mọi miền Tổ quốc. Rồi cũng chuẩn bị đón năm mới rồi thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và đón một cái Tết an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.